Kính chào quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới. Ngọc Trân rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới nhiều niềm vui và bình an. Ngay sau đây, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với điểm tin trong nước. Trước tiên sẽ là phần điểm tin trong nước. Việt Nam đề nghị Trung Quốc không làm phức tạp tình hình Biển Đông. Khởi tố bắt giam lái xe riêng của Chủ tịch thành phố Hà Nội. Thêm 12 ca dương tính với virus Vũ Hán một ngày, Việt Nam có hơn 400 ca bệnh. Miền Trung xuất hiện ổ dịch bạch hầu đầu tiên tại Quảng Trị. Hà Nội công bố 143 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Jetstar Pacific bị nhắc nhở vì sai sót trong bán vé máy bay. Ở vùng cao, Hà Giang vẫn ngập lụt, có phải do thủy điện xả lũ? Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tại cuộc trao đổi ngày 21 tháng 7, Việt Nam đề nghị Trung Quốc không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hai bên đã trao đổi toàn diện về vấn đề biên giới lãnh thổ. Về biên giới trên đất liền, tình hình cơ bản ổn định, quản lý tốt đường biên, mốc giới và các cặp cửa khẩu. Hai bên nhất trí nghiêm túc tuân thủ các quy định của ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan. Trong đó, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tuân thủ nhận thức chung, cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam, Trung Quốc. Tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển đạt kết quả thực chất. Thực hiện toàn diện hiệu quả DOC. Thúc đẩy đàm phán COC sớm đạt kết quả thực chất. Theo thông tin trên báo Pháp Luật ngày 22 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tổng đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015, cụ thể những người bị khởi tố bắt tạm giam bao gồm Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, lái xe của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Người thứ ba liên quan đến hành vi phạm tội là Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, cán bộ C03 Bộ Công an. Được biết, hành vi phạm tội của ba bị can nêu trên có liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Theo tin tức mới cập nhật, ngày 22 tháng 7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán cho biết đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính mới. Các trường hợp này trở về từ Mỹ và Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Cụ thể như sau, ca số 397 là một bệnh nhân nữ, 58 tuổi, ở phường Trương Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 7, bệnh nhân từ Mỹ về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN1, được cách ly sau nhập cảnh tại Trung đoàn 125, Cộng hòa Chí Linh, Hải Dương. Ngày 17 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất và có kết quả nghi ngờ dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Mẫu được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21 tháng 7 cho kết quả khẳng định dương tính với loại virus này. Hiện bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương. Ca số 398 là một bệnh nhân nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định. Ca bệnh số 399 là một bệnh nhân nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên. Ca số 400 là một bệnh nhân nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội. Tiếp theo là ca số 401 là một bệnh nhân nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Điền Xá, Nam Trực, Nam Định. Ngày 17 tháng 7, cả 4 trường hợp này từ Liên bang Nga quá cảnh ở Belarus về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn 814, tỉnh Hòa Bình. Các bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 18 tháng 7 nghi ngờ dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Mẫu bệnh phẩm lần thứ 2 được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 7 có 4 mẫu dương tính. Hiện cả 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tiếp theo là ca số 402 là một bệnh nhân nam 54 tuổi, chuyên gia người Nga. Ca số 403 là một bệnh nhân nam 55 tuổi, chuyên gia người Nga. Ca số 404 là một bệnh nhân nam 49 tuổi, là chuyên gia người Nga. Ca số 405 cũng là một bệnh nhân nam 55 tuổi, chuyên gia người Nga. Ca số 406 là một bệnh nhân nam 46 tuổi, chuyên gia người Nga. Ca số 407 là một bệnh nhân nam 46 tuổi, cũng là chuyên gia người Nga. Ca số 408 là một bệnh nhân nam 42 tuổi, cũng là chuyên gia người Nga.
7 bệnh nhân trên đều là nam giới, có quốc tịch Nga, độ tuổi từ 42 đến 55 tuổi, là chuyên gia dầu khí. Ngày 11 tháng 7, các chuyên gia này từ Liên bang Nga nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO-4405. Ngày 13 tháng 7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất, kết quả âm tính. Ngày 21 tháng 7, lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Hiện 7 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bà Rịa. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thông tin xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang về mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân HTTM, 11 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, cho kết quả dương tính với dịch bạch hầu. Theo đó, bệnh nhân M bắt đầu có những dấu hiệu bệnh từ ngày 10 tháng 7 với các triệu chứng sốt, tiêu chảy, ho, được người nhà đưa đến phòng khám tư. Ngày 15 tháng 7, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh thăm khám. Ngày 16 tháng 7, bệnh nhân bị sốt, ho, đau, rát họng. Đến ngày 20 tháng 7, bệnh nhân không còn sốt, có ho nhẹ, họng có giả mạc. Hiện bệnh nhân M đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh. 26 người tiếp xúc với bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc bạch hầu, theo dõi sức khỏe. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố sẽ có 143 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trong đó, điểm thi trường Trung học phổ thông Chu Văn An có nhiều phòng thi nhất với 43 phòng. Điểm thi trường Trung học phổ thông Hoàng Mai có 40 phòng. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam có 35 phòng và điểm thi có số phòng thi ít nhất là 14 phòng. Hầu hết các điểm thi đều là các trường trung học phổ thông, chỉ một số ít là các trường trung học cơ sở tại các quận nội thành. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 8, với 4 buổi thi tương ứng với 4 bài thi. Thí sinh phải có mặt ở điểm thi từ chiều ngày mùng 8 tháng 8 để làm thủ tục dự thi. Theo thống kê của Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến chiều ngày mùng 5 tháng 7, cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong đó có 51.712 thí sinh tự do, chiếm 5,74%. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ được các tỉnh, thành phố công bố vào ngày 27 tháng 8. Cục Hàng không Việt Nam ngày 22 tháng 7 vừa ra văn bản khuyến cáo lần thứ nhất gửi công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines về việc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của hãng hàng không. Theo đó, căn cứ thông tư số 85/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không trên cơ sở xem xét báo cáo của công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines về chuyến bay BL245 Hà Nội-Đà Lạt ngày 20 tháng 7 vì đã để xảy ra việc mở bán số lượng vé vượt quá số ghế cung ứng trên chặng bay này. Cơ quan quản lý hàng không cũng yêu cầu Jetstar Pacific Airlines rà soát lại hệ thống bán vé, đặt giữ chỗ của hãng, quy trình kiểm tra thông tin cho hành khách không để xảy ra trường hợp tương tự. Jetstar Pacific phải xin lỗi công khai trực tiếp đến hành khách trên trang thông tin điện tử của hãng và bồi thường cho hành khách theo đúng quy định. Ngày 22 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Thanh Niên vì sao thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang nằm trên vùng núi cao nhưng trong ngày 21 tháng 7, nhiều tuyến đường phố vẫn ngập sâu đến hơn 1 mét nước. Ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là địa bàn này đã ghi nhận xuất hiện mưa rất lớn. Cụ thể, lượng mưa đo từ đêm ngày 20 tháng 7 cho đến 9 giờ ngày 21 tháng 7 tại thành phố Hà Giang lên tới 322mm. Mưa quá lớn khiến hệ thống tiêu thoát nước ở khu vực thành phố quá tải, nước không tiêu thoát kịp, dẫn đến tình trạng ngập úng trên nhiều tuyến phố. Khi mưa giảm, nước rút nhanh, nhưng cơ quan chức năng đang xác minh liệu có nguyên nhân từ thủy điện xả lũ hay không. Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hà Giang, tính đến 10 giờ sáng ngày 22 tháng 7, mưa lũ đã làm 5 người chết và 2 người bị thương. 2 căn nhà dân bị sập hoàn toàn, 64 căn bị đổ tường, 800 nhà dân ngập úng, nước tràn vào nhà. Tại huyện Bắc Mê, ngập 6 thôn của xã Yên Định và 2 thôn xã Minh Ngọc, chưa xác định được thiệt hại. Về nông nghiệp, trên 446 hectare lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng. Thiệt hại về giao thông, tại thành phố Hà Giang có 33 tuyến đường bị ngập nước, vị trí ngập sâu nhất lên đến 1,2 mét, khoảng 3.800 mét khối đất đá sạt lở. Đặc biệt là hai nhà máy thủy điện Thuận Hòa, Vị Xuyên và Thái An, Quản Bạ bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc. 33 ô tô bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe, ngập 250 xe máy, xe đạp điện bị ngập nước, ước tổng thiệt hại hơn 80 tỷ đồng, hiện chưa tính được thiệt hại về thủy điện.
Tiếp theo sẽ là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên sẽ là phần điểm tin chính. Lũ dâng cao tại 3 con sông chính, sinh mạng người dân Trung Quốc gặp nguy hiểm. Thảm họa tiềm ẩn với 94.000 con đập già cỗi của Trung Quốc. Trung Quốc đốt tài liệu khi Mỹ yêu cầu đóng lãnh sự quán. Trung Quốc tăng cường đàn áp tôn giáo, đốt sách Phật giáo. Hacker Trung Quốc bị Mỹ cáo buộc đánh cắp nghiên cứu vaccine viêm phổi Vũ Hán. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Lũ lụt dâng cao do mưa lớn ở cả 3 con sông lớn của Trung Quốc là sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và sông Hoài, với mực nước ở hầu hết các vùng đều vượt quá mức báo động. Lưu vực 3 con sông này đều là những vùng sản xuất ngũ cốc phát triển nhất của Trung Quốc. Nước lũ đã nhấn chìm những vựa lúa ở lưu vực sông Châu Giang trong tháng 6. Ngoài ra, lở đất cắt vào một phần của sông Trường Giang đã hình thành một hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc. Nếu lở đất tiếp diễn, một lượng nước lớn có thể bất ngờ tràn vào các khu vực ở hạ lưu. Giới chức Trung Quốc cảnh báo hàng triệu cư dân thành phố rằng nước lũ có thể tấn công các khu dân cư bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hàng chục ngàn người ở tỉnh An Huy đang cần được giải cứu vì họ bị bao vây bởi nước lũ mà không được sử dụng điện, nước sạch và viễn thông. Thành phố Ân Thi ở tỉnh Hồ Bắc với dân số 4 triệu người đã yêu cầu tất cả người dân chuẩn bị cho một cuộc di tản, kèm cảnh báo rằng lũ lụt có thể tràn vào thành phố bất cứ lúc nào. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài và gia tăng trong những ngày tiếp theo. Hàng nghìn con đập được xây dựng từ lâu đời ở Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ lớn từ các đợt mưa lũ có xu hướng ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Một con đập nhỏ tại Quảng Tây Trung Quốc vỡ hồi tháng trước sau vài ngày mưa lớn. Con đập trên được xây dựng và hoàn tất năm 1965 bằng đất nén. Nó được thiết kế để có thể giữ tới 195.000 mét khối nước và từng được gia cố cách đây 25 năm. Vụ việc cho thấy các trận mưa bão lớn có thể phá hủy những con đập tương tự, đặc biệt nếu không được thiết kế đúng tiêu chuẩn và không được bảo trì thường xuyên. Đây có thể coi là lời cảnh báo cho 94.000 con đập xây dựng lâu đời ở nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ đã yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston, bang Texas nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin riêng tư của người Mỹ và chỉ cho Trung Quốc 72 giờ để dọn đi khỏi tòa nhà lãnh sự quán. Sau khi yêu cầu được đưa ra, cảnh sát Houston cho hay họ đã nhận được thông tin về vụ đốt tài liệu tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Cảnh sát Houston được triển khai đến bên ngoài lãnh sự quán và cho biết họ đã quan sát thấy khói nhưng không được cấp quyền vào tòa nhà. Video chia sẻ bởi một phóng viên cho thấy một số người đang tập trung xung quanh các đám lửa ở sân tòa nhà Tổng lãnh sự quán. Từ ngoài đường phố cũng có thể thấy được khói bốc lên, ngọn lửa bùng ra từ một số thùng, những người xung quanh đang ném đồ vào ngọn lửa. Trang chuyên về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Trung Quốc, Mr. Winter, mới đây cho biết chính phủ Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát tôn giáo với động thái mới nhất nhằm vào các ấn phẩm của các nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng. Đến nay, chiến dịch phá hủy kinh sách rộng khắp vẫn tiếp tục tiến hành tại hàng chục ngôi chùa Phật giáo trên khắp các tỉnh Sơn Tây, Giang Tây, Sơn Đông và Cát Lâm. Các ngôi chùa đã bị chính quyền đột kích, nhiều kinh sách bị tịch thu và đốt bỏ. Một thủ thư tại một thư viện Phật giáo ở tỉnh Cát Lâm cho biết các nhân viên đã được yêu cầu vứt bỏ các sách Phật giáo từ Đài Loan và Hồng Kông trong bối cảnh bất ổn gia tăng tại các khu vực Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình. Bắc Kinh đã không ngừng đàn áp tự do tôn giáo trong suốt hàng chục năm qua. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên án hành vi như giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và việc chính quyền Trung Quốc tiếp tục đàn áp Phật tử, Kitô hữu và các học viên Pháp Luân Công. Bộ Tư pháp Mỹ đã phát lệnh truy tố đối với hai hacker người Trung Quốc có hợp tác với Bắc Kinh đánh cắp nghiên cứu thông tin dữ liệu tại ít nhất 10 nước trên thế giới. Hai người này bị cáo buộc đã tìm cách xâm nhập, đánh cắp thông tin bí mật công nghệ từ các công ty, viện nghiên cứu, nhà thầu quốc phòng của Mỹ và 9 nước khác trong suốt hơn một thập kỷ qua, rồi chuyển thông tin này tới Bộ An ninh Trung Quốc. Cả hai cũng đã cung cấp cho cơ quan tình báo Trung Quốc mật khẩu email của những người bất đồng chính kiến, biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định hai hacker người Trung Quốc này đã nhắm đến các công ty của Mỹ có nghiên cứu về virus viêm phổi Vũ Hán và vaccine trị bệnh, cụ thể là ít nhất 4 công ty chuyên về xét nghiệm và điều trị đại dịch. Tiếp sau đây sẽ là tin tức trên thế giới. Trước tiên sẽ là phần điểm tin chính. Mỹ muốn hình thành liên minh ứng phó với mối đe dọa Trung Quốc. Động đất 7,8 độ Richter ở Alaska, Mỹ cảnh báo sóng thần. Mỹ triển khai binh lực tại châu Á để đối đầu với chính quyền Trung Quốc. Trực thăng rơi tại Colombia, 11 người mất tích. Kim Jong-un đề xuất ăn thịt rùa để giải quyết nạn đói. Hàng trăm thi thể nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán trên đường phố Bolivia. Khoảng 9.000 nhân viên y tế Brazil thử nghiệm vaccine viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc.
Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Anh Quốc Dominic Raab đã tổ chức họp báo chung tại London. Trong buổi họp báo chung, ông Pompeo đã nói rằng Washington muốn hình thành liên minh toàn cầu ứng phó với Trung Quốc. Ông Pompeo chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc và cho hay chúng ta tất nhiên đã bắt đầu với thách thức do chính quyền Trung Quốc đặt ra và virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. Việc chính quyền Trung Quốc lợi dụng thảm họa này để gia tăng lợi ích của chính họ là đáng khinh. Tổng bí thư Tập, thay vì giúp đỡ thế giới, đã chỉ cho thế giới thấy bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc. Ông Pompeo lên án Trung Quốc đã nghiền nát tự do tại Hồng Kông và đang tìm cách bắt nạt các nước láng giềng tại châu Á. Theo trang báo Politico, ông Pompeo cũng đã gặp các nghị sĩ Anh từ nhiều đảng phái như Đảng Bảo thủ, Đảng Lao động, Đảng Dân chủ tự do và Đảng Dân tộc Scotland để thảo luận về cách thức ứng phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, một trận động đất 7,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Alaska vào ngày 22 tháng 7, tâm chấn ở độ sâu gần 10 km ở vùng biển cách thành phố Anchorage khoảng 800 km về phía tây nam. Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy còi cảnh báo sóng thần đã vang lên ở thành phố Kodiak trên bán đảo Alaska. Người dân được khuyến cáo di chuyển đến nơi cao hơn hoặc lên các tầng cao để phòng nguy cơ sóng thần, đồng thời tránh các khu vực ven biển cho đến khi tình hình chắc chắn an toàn. Một người phát ngôn của USGS cho biết cơ quan này khuyến cáo người dân quanh khu vực xảy ra động đất cần cảnh giác với nguy cơ từ các dư chấn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết Hoa Kỳ đang triển khai quân đội trên khắp châu Á để chống lại chính quyền Trung Quốc. Hoa Kỳ không muốn xung đột vũ trang nhưng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu giành thắng lợi. Ông cũng nói rằng trong năm vừa qua, quân đội của chính quyền Trung Quốc liên tục tiến hành nhiều hoạt động tấn công hơn ở Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ông Esper cũng tiết lộ rằng ông hy vọng có thể đến thăm Trung Quốc trước cuối năm nay. Nếu chuyến thăm Trung Quốc thành công, ông sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai đến thăm Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump. Hãng tin AFP dẫn tin từ quân đội Colombia cho biết 11 quân nhân Colombia đã mất tích và 6 người bị thương sau khi một chiếc trực thăng bị rơi ở phía đông nam của nước này trong một chiến dịch tấn công các nhóm phiến quân. Chiếc trực thăng Black Hawk đang chở 17 nhân viên quân sự thì bị rơi. Bộ chỉ huy cao cấp của lực lượng vũ trang Colombia không tiết lộ nguyên nhân xảy ra sự cố. Giới chức trách tìm thấy chiếc trực thăng ở một đoạn sông Inirida ở bang Guaviare, khu vực có nhóm du kích thiên tả tự xưng là lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FA đang hoạt động. Phiến quân FA đã hạ vũ khí trong một thỏa thuận hòa bình lịch sử năm 2016, chấm dứt nửa thế kỷ xung đột. Nhưng gần đây, một bộ phận trong lực lượng này đã hoạt động trở lại. Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát trên toàn cầu, Triều Tiên đã khẩn cấp phong tỏa biên giới Trung Triều, khiến cho tình trạng thiếu thốn lương thực thực phẩm trong nước ngày càng trầm trọng. Theo báo The Sun của Anh đưa tin, ông Kim Jong-un đã xây dựng một loạt các chính sách dinh dưỡng để giải quyết nạn đói cấp bách trong nước. Trong đó, ông Kim bất ngờ đưa ra đề xuất người dân nên ăn thịt rùa để giải đói. Hơn nữa, trong thịt rùa có nhiều thành phần dinh dưỡng. Nó chứa protein và vitamin lại có thể được sử dụng để điều trị các bệnh như viêm gan và tăng huyết áp. Đồng thời, ông cũng ra lệnh cho các nhà khoa học phát triển các loại thuốc giảm cân, tuyên bố sẽ khiến người dùng cảm thấy no và thậm chí có thể giảm được 10kg trong 40 ngày. Hãng tin AFP đưa tin, cảnh sát trưởng Bolivia, đại tá Ivan Rosas cho biết, lực lượng cảnh sát đã thu thập tổng cộng 191 thi thể ở đường phố hoặc nhà dân ở khu vực đô thị Cochabamba trong thời gian gần đây và thêm 141 tinh thể ở khu vực La Paz. Tại Santa Cruz, thành phố lớn nhất Bolivia, giới chức địa phương cũng thu thập được 68 thi thể. Ông Rosas cho hay khoảng 85% số thi thể này là những ca dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán hoặc các ca có triệu chứng nhiễm virus nên được coi là các ca nghi ngờ nhiễm bệnh. Số còn lại là những người chết vì những lý do khác hoặc do bệnh tật hoặc do bạo lực. Theo Cơ quan Dịch tễ Quốc gia Bolivia, số ca nhiễm virus ở các khu vực phía Tây như Cochabamba và La Paz tăng rất mạnh. Brazil đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người vaccine phòng virus viêm phổi Vũ Hán do Trung Quốc điều chế, CoronaVac, với sự tham gia của khoảng 9.000 nhân viên y tế ở 6 bang của nước này. Cụ thể, các nhân viên y tế của Brazil sẽ được tiêm 2 liều vaccine CoronaVac trong vòng 3 tháng tới. Theo ông João Doria, thống đốc bang São Paulo, ổ dịch lớn nhất tại Brazil, và các kết quả thử nghiệm đầu tiên sẽ có được sau 90 ngày. Trong trường hợp vaccine CoronaVac đạt kết quả an toàn và hiệu quả, Brazil sẽ được phép sản xuất 120 triệu liều theo thỏa thuận giữa Viện Nghiên cứu Butantan của Brazil và đối tác Sinovac Biotech, hãng dược tư nhân của Trung Quốc.
Như vậy, CoronaVac là vaccine thứ 3 trên thế giới được đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, tức là tiến hành thử nghiệm ở người trên quy mô lớn. Đây là bước cuối cùng trước khi vaccine này được cấp phép đưa vào sử dụng. Và sau đây sẽ là một vài tin tức về khu vực Đông Nam Á. Trang Rappler đưa tin, trong một thông điệp hiếm hoi, Brunei nhấn mạnh đàm phán giữa các nước cần dựa vào Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và luật pháp quốc tế, trong đó tái khẳng định cam kết của nước này duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Brunei cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích cực thúc đẩy nhằm sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử COC tại Biển Đông hiệu quả và thực chất, đồng thời cam kết tiếp tục tham gia với tất cả các nước, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Không giống như các bên tranh chấp khác, Brunei hiếm khi đưa ra các tuyên bố công khai về Biển Đông. Động thái mới nhất của nước này diễn ra khi Mỹ có cách tiếp cận cứng rắn hơn về vùng biển này. Ngày 22 tháng 7, hãng thông tấn nhà nước Antara của Indonesia đưa ra một tàu hàng KM Bahari Indonesia của nước này đã bất ngờ bốc cháy trên vùng biển Java, phía bắc thủ đô Jakarta. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tới vị trí tàu gặp nạn trên biển, triển khai công tác dập lửa giải cứu thủy thủ đoàn với sự hỗ trợ của trực thăng cứu hộ. Toàn bộ thủy thủ đoàn 26 người đã an toàn và được đưa đến cảng Kentapang ở tỉnh Tây Kalimantan. Tàu bị cháy đang thực hiện hành trình từ Jakarta tới Pontianak thuộc tỉnh Tây Kalimantan. Và sau đây sẽ là phần tin đáng chú ý trong ngày. Trước tiên sẽ là phần tin đáng chú ý tại Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam ngày 22 tháng 7 vừa ra văn bản khuyến cáo lần thứ nhất gửi công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines về việc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của hãng hàng không, đồng thời yêu cầu hãng phải xin lỗi công khai trực tiếp đến hành khách trên trang thông tin điện tử của hãng và bồi thường cho hành khách theo đúng quy định. Việt Nam vừa ghi nhận thêm 12 ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước là 408 ca, trong đó có 365 ca đã hồi phục. Sau đây là tin đáng chú ý trên thế giới. Lũ lụt dâng cao do mưa lớn ở cả ba con sông lớn của Trung Quốc là sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và sông Hoài, với mực nước ở hầu hết các vùng đều vượt qua mức báo động. Giới chức Trung Quốc cảnh báo hàng triệu cư dân thành phố rằng nước lũ có thể tấn công các khu dân cư bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hàng chục ngàn người ở tỉnh An Huy đang cần được giải cứu vì họ bị bao vây bởi nước lũ mà không được sử dụng điện, nước sạch và viễn thông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Anh Quốc Dominic Raab đã tổ chức họp báo chung tại London. Trong buổi họp báo chung, ông Pompeo đã nói rằng Washington muốn hình thành liên minh toàn cầu ứng phó với Trung Quốc. Tiếp theo là số liệu tổng hợp ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên toàn thế giới, theo nguồn Worldometer. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 15.116.908 ca. Tổng số ca tử vong đang là 620.033 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 9.134.332 ca. Quý vị và các bạn thân mến, tạm gác lại những tin tức trong ngày. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé. Thưa quý vị, rất nhiều người đi làm 8 tiếng một ngày, nhưng có bao nhiêu thời gian thật sự đặt tâm trong công việc? Ngoài các việc như tán gẫu, shopping online, chat chít, chúng ta thực sự dành bao nhiêu thời gian làm việc? Đôi khi chúng ta cảm giác người ngồi lâu làm việc là người chăm chỉ, nhưng nỗ lực thực sự không phải dành bao nhiêu thời gian mà là sự toàn tâm toàn ý và chuyên nhất giải quyết công việc. Đôi khi chúng ta cố gắng chinh phục một thử thách, ví dụ leo lên một ngọn núi cao, chỉ để chụp ảnh mang về khoe với mọi người rằng bạn đã nỗ lực như thế nào. Đó là vì để thể hiện bản thân, không phải sự nỗ lực xuất từ nội tâm. Lười biếng sẽ ăn mòn sự sáng tạo, ăn mòn ý chí và cả những ước mơ tốt đẹp của chúng ta. Muốn vượt qua lười biếng, bạn cần gia cường ý chí, bắt đầu vượt lười từ những việc nhỏ, dần dần sẽ chiến thắng được tính ỷ của bản thân. Chúng ta hãy bắt đầu thay đổi thói quen từ những việc nhỏ bé. Chúng ta thường muốn đạt được mục tiêu nào đó trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên điều đó thật sự không quan trọng bằng nỗ lực từng chút một. Cũng như leo núi, bạn cần có phương hướng chính xác, bạn chỉ cần chăm chỉ nhất từng bước chân. Ngày ngày đều không bỏ cuộc thì cuối cùng bạn sẽ lên đến đỉnh núi. Quá trình quan trọng hơn kết quả, thưa quý vị. Bạn làm thật tốt từng bước trong quá trình thì tự nhiên sẽ nhận được kết quả tương xứng. Chúng ta dễ thỏa mãn với bản thân, cho rằng làm như vậy là được rồi. Ngày này qua ngày khác sẽ bị tính ỷ và lười biếng chi phối, khiến cho bản thân ngày càng lười suy nghĩ, hiu hiu tự đắc với những thành quả nho nhỏ của mình. Có một câu thế này, Work hard in silence, let success make the noise. Tạm dịch là, làm việc chăm chỉ trong lặng lẽ, hãy để thành công cất tiếng nói. Một người thực sự chăm chỉ sẽ không khoe khoang họ chăm chỉ thế nào.
đã dành bao nhiêu thời gian làm việc, thức muộn ra sao, nhưng qua biểu hiện cử chỉ, lối sống và thành tựu của họ sẽ khiến người khác đều tôn trọng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay. Và trước khi tạm biệt nhau, Ngọc Trang vẫn muốn chia sẻ đến quý vị rằng, trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị và các bạn hãy cùng thử tìm hiểu về khí công xem sao. Vì theo như chúng tôi được biết, luyện tập khí công cũng làm liệu pháp thật tốt, hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thải độc, tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tích cực hơn trong cuộc sống. Nếu yêu mến hành trình tương lai, quý vị và các bạn hãy đăng ký hoặc tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi một video. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.